Yo, hello, what's up chào em nha, quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đó người nha. Chào anh em, mình là Jimmy từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa video cho anh em xem video vậy đầu video như xem like và một subscriber cũng sẽ được phát triển nhanh anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt quà voucher sự kiện mới nhà phát hành anh em, đặc biệt cùng nhau điểm qua thông tin về sự kiện tướng mới anh em. Nghe bảo lại mới ra mắt thêm ba tướng mới, là cái tướng gì mà bộ ba phụ nữ gì đấy, anh em ở bên Vegabank á phải không? Là mấy anh em ghép đấy, tôi vừa mới thấy mấy bạn gửi ảnh qua, check ngay vào luôn anh em, nóng ruột rồi, tôi vừa mới vào game anh em nhé. Là mấy anh em lại cho là không có bạn, mấy tuần nay không thấy nhà phát hành phát quà tuần VIP nhỉ. Mấy tuần rồi không thấy nhà phát hành phát quà còn tuần VIP anh em. Hiện tại tướng mới nhất thì vẫn chỉ có bộ tôi tướng siêu tướng ấy thôi anh em, Asabo thôi. Đó, hiện tại vẫn chỉ có bộ đôi siêu tướng Asabo thôi anh em. Còn cái bài viết kia chắc là ấy anh em, thì tôi check xem có, tôi anh em xem. Bên fanpage chúng ta có sự kiện dự đoán tướng mới anh em, Vote tướng mới nhận quà mới. Các thuyền trưởng thân mến hãy cùng nhau dự đoán tướng mới sắp ra của hiện tại tặng để cùng nhau nhận quà là lờ. Vậy tuần này chúng ta có thêm tướng mới anh em. Thời gian thì đến hết ngày 19 gọn nhá. Hôm nay thứ ba, mai thứ tư thì là thứ năm đấy các bạn, là vừa tròn trường nhận tướng mới. Xe bài viết là xem xe bài viết là dạng công khai. Chọn Jason tương ứng với tướng phỏng đoán sắp tới của hiện tại tạc, chờ kết quả công bố, thuyền trưởng có tổng số bình chọn Jackson cao nhất sẽ nhận quà đúng anh em. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố khi tướng mới chính thức ra mắt, của hiện tại chính thức ra mắt. Các thuyền trưởng hãy cùng nhau tham gia rồi nhá. Phần quà là lần server nếu đoán đúng anh em 20 xu vòng quay cao cấp, 10 dương huyền thoại hải tạc, 10 dương hải tạc. Ồ, 4 mini baby anh em, lại dương mở 600 kim cương đấy. Chúng ta có Funky, có Usopp, có Jinbe, Wallo, có Gat, có Vivi và Siki. Hiện tại là anh em tất cả đều vốt mặt cười hả? Tướng nào? Wallo à? Gáp à? Tôi lại nghĩ là Jinbe Wallo cơ. Nhưng mà thôi theo anh em, cá nhân thì nghĩ là Jinbe Wallo anh em. Thôi tùy các bạn thôi. Ok, xe bài viết phát cho anh em cùng tham gia. Ok, đây cho thông tin nóng hổi nhất hiện tại anh em. Lần này lần sau ra mắt tướng mới bình chọn Vote kiểu này thấy hay hơn. Nhưng được 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 thôi, nhưng mà hợp lý anh em, Vote kiểu này kiểu hôm đầu ra mắt tướng em phát quà luôn, hợp lý anh em. Đây, dự đoán tướng mới anh em. Đó, anh em nghĩ tướng nào comment coi. Con mới này, con mới đầu tuần anh em. Mấy tuần nay thì không thấy nhà phát hành vào còn tuần VIP anh em, nên là cũng chịu. Mà chúng ta có con đe mới nha, bạn nào chưa nhập thì thủ nhập anh em. HR23ZYZ7XP8NP. Con mới đây anh em nào chưa nhập thì thủ nhập. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua group để xem cái vụ mà tôi vừa nói anh em. Tôi thấy bên này đăng mà, nếu như không nhầm mà tôi nhớ, tôi vừa thấy bên này đăng sao anh em. Đăng xong tôi mới vào check mà. Đầu tiên là vụ anh em, được không anh em, lưu ý đừng hoàng to. Phun giảm tướng Sabo anh em, ảo thật đấy. Để luôn, nghiệp lộ quá. Hàng dưới không có gì đâu. Ôi nhỉ, tôi thấy vừa nãy có ông sửa ảnh, chắc là sửa ảnh ra đâu nhỉ. Hay là ẩn bài mất rồi. Có ảnh bộ ba siêu tướng á. Bộ ba siêu tướng ở trên shop mới anh em. Tôi vừa thấy bạn ấy đăng trên này mà, đâu rồi ta. Bữa nay chắc là ẩn bài rồi. Không thấy nữa rồi anh em, ẩn bài rồi. Vừa mới thấy xong luôn, bộ ba siêu tướng, bộ ba gì? Bộ ba minh nhân này gì đấy? Ok, lại lần nữa xem nào. Ok, bạn kiểu này chắc là ẩn bài mất rồi. Ở nhất hiện tại chúng ta có sự kiện tham gia sự kiện dự án từ mới, anh em mới có đeo tuần mới, bạn nào chưa nhập hay chủ nhập. Giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại anh game các bạn. Xúc xắc tôi còn 89 viên anh em, ném lên 400 điểm biết rồi không? Thoải mái. Sự kiện mùa này là quẩy xong rồi các bạn nhé, chính thức là sự kiện mùa này tôi quẩy xong rồi các bạn, không quẩy nữa. Giờ thì có gom tài nguyên thôi anh em, có quẩy dư ra nếu gom tài nguyên thôi chứ không làm gì hết á. Còn sau lại đấu trường rồi, còn sau lại có sự kiện đấu trường nữa lại gom thêm. Nhưng mà không phải nói anh em, với sự kiện xúc xắc này cũng khá là bén nhá, anh em nào mà không chơi hơi phí.
Nhưng mà lên gom ạ, lên gom đợi sự kiện đuổi vào mùa sự kiện nào đó anh em muốn chơi điện pool 2-3 vòng luôn cũng được, nó ngon hơn. Rồi ok các bạn, 400 lượt rồi. Ok lượm quà. Mày đánh boss ở đây. Đây là Watasami à. Ok bạn Watasami thì quét thôi, hai lượt quét thôi anh em. Ok bạn hai lượt quét thôi. À mà quên tôi chưa vote. À mưa vẫn tính anh em, thế là được đây rồi các bạn. Đó, 1K3. Quánh qua 2 lượt thôi được 1K3 điểm anh em, ngon lành. Mùa này còn gì nữa không? Hình như mùa này tôi xong hết rồi anh em. Ăn boom. À đúng rồi, mà em quên các bạn, chúng ta còn cái nhiệm vụ tuần VIP nữa anh em. Xem nữa là quên mất luôn các bạn. Đính giá, ui. Một thời là nhớ anh em những con tướng bá nhất hiện tại của game anh em. Một thời nhớ các bạn. Belly. Bạn bè tặng nhận. Ok làm quả nhiệm vụ VIP nào. Nộn ghép ghép trang bị gọi. Ok xuồng quay. Hai lần làm gì anh em, quay phát này là đủ luôn các bạn, quay một phát là ngon luôn. Ok luôn. Nhận quà. Rồi tiếp theo là hoàn thành nhiệm vụ tổng bộ anh em. Rồi chiến dịch các bạn, tiếp theo là vào cảm quét chiến dịch anh em nhé. Nói chung thì cơ bản cái này thì cũng khá là dễ các bạn, nhưng mà tranh thủ làm thôi. 500 thẻ ăn boom á, ngon nó đùa đâu các bạn. Có tuần thì như thằng này tôi nhập rồi anh em, nên không nhập nữa. Ok luôn. Rồi tiếp theo chiến trường các bạn. Đó. Lô top 1 xuống đánh chơi anh em. Lô top 1 ra đánh chơi các bạn. Là giao lưu võ công vài đường cơ bản. Chắc ghê nhờ. Giờ chưa chặn đầu tem mình luôn á. Đùa đâu. Úi giời lo lên dám ulti các bạn. Vẫn thua thôi. Nó nhiều chỉ cho nó mệt các bạn, vẫn thua thôi. Hôm nay tôi lấy top 1 nha. Hôm nay là không để lang nữa anh em, lấy top 1 luôn. Giờ cứ top 1 mà ná thôi anh em. Giờ cứ bác top 1 mà pet thôi. Ok các bạn, giờ cứ top 1 mà pet thôi. Giờ cứ bác top 1 mà pet anh em. Auto lên top. Rồi kệ anh em, hoàn tất được rồi. Để tính sau đi. Nhiệm vụ anh em hoàn tất này. Rồi. Quà về tay ngay vào luôn anh em. Đó 200 kim cương, 2 thùng bia, 500 thẻ ăn boom anh em. Cái này ô, 2 phần quà đâu nữa này. Ngon anh em, cái này là phần quà VIP đây anh em. Các bạn hoàn thành 2 ngày là các bạn sẽ nhận được phần quà này. Thêm được 500 ăn boom, chứ 500 ăn boom thôi các bạn. Ngon rồi đấy. Ok. Vực thẳm thì có một số anh em hỏi về một số ải thì tôi vẫn nói lại rồi. Nói chung cơ bản thì các bạn nhờ ải các bạn phải kiểu ngồi thăm ngàn lắm. Đó, ngồi thăm ngàn anh em, ghét cô thăm ngàn thôi. Đó, trận nộ thì tôi có hướng dẫn anh em rồi đây. Đây cái trận mà 4-3 thành viên đúng như 4 lần nộ trong người đây. Thì tôi có video hướng dẫn về cái này rồi nên là không làm lại. Anh em muốn thú thì có thể xem lại video cũ. Ok, còn ở video sáng nay thì cũng cập nhật qua tình hình thông tin sự kiện quả cáp thế thôi. Clip thì chắc là kết thúc đây anh em. Và các bạn nghĩ sao vậy? Tướng mới hãy cho tôi biết ý kiến của các bạn ở phần comment. Các bạn nghĩ sao? Tướng mới sắp ra sẽ là ai? Hãy để lại ý kiến của các bạn nhé. Còn là video kết thúc đây, đừng quên like, share, ủng hộ channel. Bye bye.